Mình xin chào cả gia đình nha. Chào anh chị em cô chú các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bánh đúc đậu đỏ nha. Ở đây là có 200 g bột năng, 200 g bột gạo. Mình sẽ cho vào luôn nha. Ở đây là có 100 g đường. Một lon nước cốt dừa. Một lon nước cốt dừa 420 g. Và ở đây là có 400 g nước nha. 400 g nước là 800 g đó các bạn. Còn ở đây là một lon, thay vì các bạn không có chè đậu đỏ thì các bạn có thể là mua đậu đỏ về nấu ngâm, ngâm xong rồi nó nở xả ra cho sạch, nấu cho thiệt mềm rồi mình xay ra. Rồi mình sẽ cho vào bột rồi mình sẽ làm bánh đúc nha. Bánh đúc bột đậu đỏ nha. Còn cái này là mình có chè đậu đỏ rồi nên mình không cần, mình chỉ lấy cái chè này ra rồi mình xay rồi mình sẽ trộn vào bột mình hấp luôn. Nó tiện lợi luôn. Còn các bạn không có thì mình phải mua. Thì trong khi đó thì mình sẽ làm thêm đường nha. Cái này là chè nên nó đã ngọt rồi. Rồi các bạn cứ nêm nếm theo gia đình mình ăn ngọt cái mức độ nào thì mình thêm bớt nha. Còn này mình có chè nên mình làm rất là nhanh. Còn các bạn không có thì mua đậu đỏ về rồi mình ngâm rồi mình nấu nấu cho mềm rồi mình sẽ xay nha. Còn này mình chỉ lấy ra mình xay thôi. Bây giờ mình lấy ra khoảng 150 g mình xay. Bây giờ chè mình đã múc ra rồi các bạn. Mình tính múc 150 g thôi nhưng mà mình múc luôn 200 nha. Đậu nhiều cho nó ngon, này 200 nè. Bây giờ đây là lon nước cốt dừa, mình cũng đã khui ra rồi. Bây giờ mình xay, trước tiên là mình xay đậu đỏ đi. Đậu đỏ bây giờ mình đã xay xong rồi, bây giờ mình cho vào cái chảo rồi mình cho đường vào. Mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối nha. Cho nước vào luôn. Cho nước cốt dừa vào. Bây giờ mình thắng là đã tan nước đường, nước cũng đã nóng rồi nha. Mình sẽ nhắc xuống. Mình sẽ nhắc xuống rồi mình cho vào bột nha. Mình cho vào đây vào một chút vani nhé. Mình cho vào đây một chút bột phai cho nó có vân vân nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên chảo mình quậy. Bây giờ mình bắt lên bếp mình quậy nha các bạn. Để lửa nhỏ nha. Bây giờ mình sẽ tắt lửa nha. Bây giờ mình tắt lửa, mình nhắc xuống rồi, mình cũng vậy. Thơm ghê đó. Thơm mùi nước dừa, cốt dừa béo. Rồi bây giờ mình lấy cái khuôn, mình cho một miếng giấy chống dính ở dưới gần vòng vòng cái khuôn, mình tha tí xíu dầu nha. Bây giờ mình sẽ cho vào khuôn.
Giờ mình cũng đã bắt sẵn một cái nồi lên để mình hấp rồi. Rồi bây giờ mình bỏ vào sửng mình hấp nha. Bây giờ mình đã cho vào sửng mình hấp rồi nè các bạn. Mình cho vào sửng bên bếp ga nha. Bây giờ mình hấp đã chín, mình lấy ra các bạn, đi lấy nguội. Sau thời gian mình hấp được 50 phút nha. 50 phút thì bánh mình chín. Bây giờ mình để nguội rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Bây giờ mình lấy ra là thấy ngon ghê chưa nè. Nó rất là béo luôn nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn. Mình cắt ra. Các bạn thấy nó rất là dẻo luôn. Mình cắt ra, mình mời các bạn nha. Rất thơm mà béo nha các bạn, rất là dẻo luôn. Bây giờ bánh mình đã sắt ra hết rồi đây, bây giờ thì mình cho mè vào nha các bạn, thông cảm nha cô chú, thông cảm nha. Bữa nay kế bên nhà mình có cái đám cưới á, nó là ha, nó người ta ca hát rần rần gì, nhiều khi nói chuyện có cái nghe cái không, cô chú cũng thông cảm nha. Đây bây giờ nhìn ăn với mè, tại này đã có nút cửa gốc dừa sẵn rồi, mình khỏi cần thèm thắng thôi. Giờ món ăn của mình bánh đúc bí đỏ, ý quên mình xin lỗi nha, bánh đúc đậu đỏ các bạn, bánh đúc đậu đỏ của mình đã hoàn thành rồi. Món ăn tráng miệng nha. Xin chúc cô chú anh chị em được dồi dào sức khỏe, làm món này ăn ngon miệng. Mình xin chào, hẹn lại clip sau. Mình cũng mong cô chú anh chị em yêu thương mình chia sẻ những món ăn của mình cho tất cả mọi người đều tham khảo để ủng hộ mình. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Mình xin chào.